Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu, ngày 5 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới 2014-2015. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với công ty điện lực Quảng Bình. Phát hiện và xử lý trường hợp xe vận chuyển hàng lậu, hàng nhái qua địa bàn huyện Bố Trạch. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi của lễ khai giảng năm học mới 2014-2015, sáng nay ngày 5 tháng 9, đồng chí Lương Ngọc Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự chung niềm vui ngày tựu trường với tập thể giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, trước đây là trường Trung học phổ thông chuyên Quảng Bình, và chúc mừng tập thể sư phạm trường Trung học cơ sở Đông Mỹ, trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 9, cùng với học sinh và giáo viên trong cả nước, 200.000 học sinh và trên 18.000 giáo viên của 600 trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang náo nức bước vào năm học mới 2014-2015 với bao kỳ vọng tốt đẹp. Trong niềm vui của ngày tựu trường, niềm vui của thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Quảng Bình, nay là trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, như được nhân lên gấp bội bởi ngày 17 tháng 8 năm 2014 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có quyết định đổi tên trường Trung học phổ thông chuyên Quảng Bình thành trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Niềm vinh dự mang tên vị tướng huyền thoại chính là sự động viên khích lệ thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp phấn đấu dạy tốt học tốt để xứng đáng với tên tuổi của đại tướng. Trường Trung học phổ thông chuyên Quảng Bình được thành lập vào tháng 7 năm 1996 và vào ngày 7 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có quyết định đổi tên trường thành trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Trải qua 18 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã có sự phát triển vượt bậc với nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, chất lượng mũi nhọn có nhiều tiến bộ vượt bậc. Trong đó, tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực khá giỏi đạt trên 75%, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đạt hơn 85% số lượng học sinh dự thi. Đặc biệt số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia luôn cao hơn bình quân cả nước. Trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2005-2010 cùng nhiều danh hiệu cao quý khác. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai trường, thầy và trò nhà trường cũng đón nhận quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đổi tên trường thành trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, và đón nhận cơ đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2013-2014. Được mang tên của đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng của nhân dân, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, chỉ là động lực để nhà trường tiếp tục phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tiếp theo. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy, đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn nhà trường với trọng trách của một trường chuyên đào tạo nhân tài cho tỉnh và đất nước cần nỗ lực hơn nữa trong công tác dạy và học, xứng đáng với tầm vóc của ngôi trường mang tên đại tướng Võ Nguyên Giáp, và thực hiện tốt lời căn dặn của đại tướng khi đại tướng về thăm trường, để trường thực sự là địa chỉ tin cậy về chất lượng học tập rèn luyện của học sinh và là niềm tự hào của tỉnh. Tôi đề nghị nhà trường phải tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Một là nhà trường phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua để thực hiện mục tiêu xây dựng nhà trường trở thành trường trung học phổ thông chuyên hàng đầu của tỉnh. Để làm được điều đó, tập thể sư phạm nhà trường phải triển khai nghiêm túc nhiệm vụ năm học theo đúng chương trình kế hoạch đã đề ra, phải tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá và kiểm định chất lượng, tiếp cận các chương trình đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Hai là nhà trường phải coi học sinh là trung tâm của công tác giáo dục, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học sinh tự học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng theo hướng tăng tính tích cực, chủ động, rèn luyện tư duy sáng tạo của người học và phát huy năng lực bản thân. Phải đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, chú trọng giáo dục toàn diện cả về lý tưởng, đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ, kết hợp chặt chẽ giữa dạy chữ, dạy nghề với dạy người. Chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân để các em học sinh phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình, trở thành những người công dân gương mẫu của đất nước. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự học đường,
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thứ ba là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục của nhà trường. Đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý của ban giám hiệu nhà trường trong việc thực hiện kỷ cương, nền nếp quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá và kiểm định chất lượng, thi cử, bảo đảm đúng quy chế, quy định, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và hoạt động quản lý. Cùng với đó, nhà trường cần chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán, phấn đấu tăng nhanh tỷ lệ giáo viên có trình độ cao và giáo viên dạy giỏi, chú trọng tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức phối hợp giáo dục toàn diện và quản lý học sinh, tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cả về chuyên môn nghiệp vụ, cả về đạo đức và lối sống, để đội ngũ giáo viên của nhà trường thực sự vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, trong sáng về phẩm chất đạo đức, tâm huyết và say mê về sự nghiệp trong người, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút ngày càng nhiều hơn các nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ dạy và học của nhà trường, bảo quản phát huy tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, bảo đảm từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa. Thứ tư là tăng cường xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể giúp nhà trường vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, tiếp tục củng cố khối đoàn kết nhất trí trong nhà trường, hướng tới mục tiêu về sự ổn định và phát triển của nhà trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp cho các em có điều kiện và môi trường học tập rèn luyện tốt nhất, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đến chúc mừng tập thể sư phạm trường Trung học cơ sở Đồng Mỹ nhân lễ khai trương. Luôn tự hào là điểm sáng của ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình, đến nay trường Trung học cơ sở Đồng Mỹ vẫn tiếp tục phát huy những thành tích xuất sắc và là trường đạt chuẩn quốc gia bậc học trung học cơ sở giai đoạn 2. Chia vui với tập thể nhà trường, đồng chí Lê Ngọc Bình đề nghị trường Trung học cơ sở Đồng Mỹ phấn đấu hơn nữa, phát huy năng lực sáng tạo trong công tác dạy và học, huy động mọi nguồn lực nâng cấp hệ thống vật chất phục vụ công tác giảng dạy với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo nghị quyết số 29 của Hội nghị Trung ương 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đến tặng hoa chúc mừng tập thể thầy và trò trường Trung học phổ thông Đa Duy Tư trong ngày vui đón chào năm học mới. Sáng nay ngày 5 tháng 9, đồng chí Hoa Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học 2014-2015 tại trường Trung học phổ thông Quang Trung. Chúc mừng tập thể sư phạm trường Mầm non Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Năm học 2013-2014 vừa qua, cùng với việc triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Quảng Trạch đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập. Như vậy, chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, trong năm học 2013-2014, nhiều học sinh của trường Trung học phổ thông Quang Trung đã tham dự và đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Để nâng cao chất lượng giáo dục thì yếu tố đầu tiên là yếu tố là nên đổi mới cái phương pháp dạy học. Bởi vì nếu đổi mới cái phương pháp dạy học thì nó sẽ kích thích được cái đối tượng học và sẽ đạt đến cái hiệu quả. Và theo tôi nghĩ là cái yếu tố thứ hai đó chính là cái yếu tố học sinh. Nếu một giáo viên dạy giỏi nhưng học sinh về nhà không chuẩn bị bài thì cái hiệu quả của cái tiết học cũng không thể tốt được. Cho nên bên cạnh là dạy học trò trên lớp thì giáo viên nên hướng dẫn các em về làm bài tập ở nhà. Và theo tôi nghĩ thì yếu tố cuối cùng đó chính là yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình thì gia đình nếu như quan tâm đến con em, tác động đến con em thì con em cũng sẽ có ý thức hơn. Bước vào năm học mới 2014-2015, trường Trung học phổ thông Quang Trung đón trên 500 học sinh vào lớp 10, nâng tổng số học sinh của nhà trường lên trên 1.500 học sinh. Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới ngay từ những tiết học đầu tiên, thời gian qua, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Quang Trung đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng chí Hoa Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích đạt được của nhà trường, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường.
về nhiệm vụ trong năm học mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, đây là năm học đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới. Do vậy, trường cần chủ động nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chủ động để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Đồng chí Hoàng Đăng Quang mong muốn các em học sinh nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, luôn có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống để xứng đáng với mái trường mang tên vì anh hùng của dân tộc, trường Trung học phổ thông Quang Trung. Dịp này, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Quang Trung vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014. Dịp này, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã đến thăm chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên và các em học sinh ở trường mầm non Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia vui với những kết quả đạt được của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các cháu mầm non trong năm học vừa qua, đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên để dạy tốt, học tốt. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đến dự lễ khai giảng năm học 2014-2015 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh và thăm chúc mừng thầy trò trường Trung học cơ sở Tân Ninh, huyện Quảng Ninh nhân dịp bước vào năm học mới. Năm học mới 2014-2015, trường Trung học phổ thông huyện Hữu Cảnh có 15 lớp với hơn 450 học sinh. Nhà trường có 49 cán bộ giáo viên, nhân viên. Cơ sở vật chất của trường đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Năm học 2014-2015, thì trường Trung học phổ thông huyện Hữu Cảnh đón 163 học sinh vào nhập học để tạo điều kiện cho các em hòa nhập với cái môi trường và làm quen với cái không khí học tập mới. Thì nhà trường đã có tổ chức một số cái hoạt động, một số cái việc làm thiết thực cụ thể như sau. Thứ nhất, thì nhà trường đã thông qua cả cái tiết chào cờ sinh hoạt, cả cái buổi sinh hoạt 15 phút đã tổ chức cho các em tìm hiểu về truyền thống của trường, tìm hiểu về môi trường giáo dục, về cơ cấu tổ chức của nhà trường, tổ chức về khuôn viên, về mọi cái vấn đề của nhà trường. Thì việc thứ hai là nhà trường tổ chức quán triệt phổ biến đến các em những cái quy định, những cái văn bản liên quan. Nhà trường đã cùng với giáo viên bộ môn, chỉ đạo giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cho các em trong những tiết học đầu tiên làm quen với phương pháp học mới, chuẩn bị các điều kiện về dụng cụ, về phương pháp để cái quy định về phối hợp giữa giáo viên và học sinh để thực hiện cái việc đổi mới phương pháp dạy học. Nhiệm vụ trong năm học mới được nhà trường đề ra là tiếp tục củng cố và xây dựng nền nếp kỷ cương trong dạy và học, chủ động công tác dạy và học, thực hiện đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc kỷ cương trong kiểm tra thi cử, cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh. Đánh trống khai trương và phát biểu với cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường Trung học phổ thông huyện Hữu Cảnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục của trường phổ thông trong việc góp phần đào tạo cho huyện, tỉnh nhà nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mà thầy và trò trường Trung học phổ thông huyện Hữu Cảnh cần thực hiện trong năm học mới 2014-2015. Năm học 2014-2015 là năm học có ý nghĩa quan trọng khi mà toàn ngành tập trung để triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như hội nhập quốc tế. Nhân đây, tôi yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục các cấp cần chăm lo nữa việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, quan tâm đầu tư hợp lý xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục và có sự nghiệp giáo dục là một nội dung quan trọng hàng đầu trong nhiệm vụ công tác của mình. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trường Trung học cơ sở Tân Ninh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã đồng viên tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực nâng cao chất lượng dạy và học. Đây là nguồn lực quý giá để sau này góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nhà trường cần quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản, thiết bị dạy học trong mùa mưa bão,
vì Tân Ninh là địa phương thấp trũng, thường xuyên phải chịu cả đợt lũ lụt. Tại huyện Bố Trạch, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 tại trường Trung học phổ thông số 4 Bố Trạch. Trong năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông số 4 Bố Trạch đã đạt 10 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 3 giải tại kỳ thi giải toán trên mạng internet và hùng biện tiếng Anh. Hơn 40% học sinh đạt học lực khá giỏi. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2014 đạt trên 99%. 100% giáo viên đạt chuẩn. Năm học mới 2014-2015, trường Trung học phổ thông số 4 Bố Trạch có tổng số hơn 900 học sinh với 25 lớp, 70 cán bộ giáo viên, trên 80% phòng học được trang bị các thiết bị công nghệ phục vụ hoạt động dạy học. Năm học này, nhà trường tiếp tục chú trọng công tác đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015. Tại buổi lễ, sau khi đánh trống khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà các thế hệ thầy và trò trường Trung học phổ thông số 4 Bố Trạch đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, nhà trường cần tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 29, hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện toàn diện cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá thi cử, đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, chủ động giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, quan tâm rèn luyện tính tự lực, chủ động sáng tạo trong học tập, tạo thói quen nghiên cứu phấn đấu để chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh xứng tầm với một trường có truyền thống hiếu học của địa phương. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ủng hộ vào quỹ khuyến học của nhà trường nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Chia vui với tập thể cán bộ giáo viên học sinh trường tiểu học số 2 Phúc Trạch, huyện Bố Trạch trong ngày khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương đã chia sẻ với những khó khăn của nhà trường và mong muốn trường tiểu học số 2 Phúc Trạch cần tiếp tục đổi mới và tăng cường các chương trình xã hội hóa giáo dục, gắn cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tư chí mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, chú trọng việc chăm lo giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh và làm tốt công tác tuyên truyền vận động phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương cũng đề nghị các cấp ngành chính quyền địa phương cần có sự quan tâm đến việc tăng cường công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học của con em địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, huyện Lệ Thủy. Cùng đi có lãnh đạo văn phòng Ủy ban dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo và Hội khuyến học tỉnh. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh vừa mới chuyển từ loại hình bán công sang công lập nên còn không ít những khó khăn và thách thức. Nhưng với sự chủ động cùng với sự đoàn kết và quyết tâm của ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên, nên trong thời gian vừa qua, chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng lên. Năm học qua, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ dạy và học, nhà trường cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, tăng cường xây dựng trật tự kỷ cương nền nếp trong và ngoài trường học, đổi mới về phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, hoàn thiện cơ sở vật chất, các thầy cô phải không ngừng trao dồi kiến thức để nhằm xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh. Cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Quang cùng đoàn đã đến thăm và tặng quà đồng viên tập thể giáo viên cùng các cháu trường mầm non Hoa Mai, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy đầu năm học mới. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Hội nông dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 tại trường Trung học phổ thông số 1 Quảng Trạch. Đây là trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh và trường tiểu học số 2 phường Ba Đồn. Là một trường trung tâm của thị xã Ba Đồn vượt lên những khó khăn, trong năm học vừa qua đã đánh dấu bước phát triển đi lên của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh với những đột phá trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai và thực hiện đồng bộ có hiệu quả nhiều mô hình đổi mới toàn diện công tác kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Cũng trong lễ khai giảng, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đã phát động cuộc vận động quyên góp xây dựng quỹ vì học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học nhằm giúp các em có điều kiện được tiếp tục đến trường. Dịp này, đồng chí Trần Văn Tuân,
và đoàn đã đến chúc mừng động viên tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học số 2 phường Ba Đôn nhân lễ khai giảng năm học mới. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 tại trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, huyện Tuyên Hóa. Bước vào năm học mới, trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là nâng cao chất lượng cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, gắn với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và trường học về an toàn, an ninh trật tự. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tiến Dũng động viên đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất, đạo đức, trở thành những công dân có ích cho đất nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh lưu ý các ủy đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hơn nữa để công tác dạy và học của tập thể giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu tiếp tục gặt hái được những thành tích cao. Dịp này, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đã đến thăm cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Văn Hóa huyện Tuyên Hóa. Tại huyện Minh Hóa, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Tiến. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Tiến là một trong những trường miền núi vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đã có những nỗ lực vươn lên trở thành đơn vị dạy tốt và học tốt. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của nhà trường đạt 98%. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Gần 50% học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng. Bước vào năm học mới 2014-2015, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hòa Tiến xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã biểu dương những thành quả nhà trường đạt được, đồng viên nhà trường khắc phục khó khăn, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn mới để đạt được những thành tích cao hơn nữa, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã đến thăm trường mầm non số 1 Quy Đàn, là đơn vị tiêu biểu của giáo dục huyện Minh Hóa với những nỗ lực vượt bậc trong công tác dạy và học trong những năm gần đây. Hòa chung với không khí của cả nước, các trường học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 trong không khí hân hoan phấn khởi. Một năm học mới lại bắt đầu với biết bao cảm xúc, đó là niềm vui, sự hào hức của các em học sinh trong ngày tựu trường. Với các em học sinh ở các huyện miền núi, niềm vui này càng được nhân lên khi hệ thống cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang. Cải thiện đồ chính sách ưu đãi đối với học sinh miền núi, vùng sâu vùng xa được ngành giáo dục và địa phương đặc biệt quan tâm thực hiện. Đó là động lực lớn lao giúp các em nỗ lực hơn nữa trong năm học mới. Năm nào cũng vậy, cứ mùa thu đi qua thì chúng em lại nỗ lực hào hức đón chào năm học mới, nhất là ngày khai trường. Để bước vào năm học mới, chúng em sẽ quyết tâm cố gắng học tập thật tốt, giành nhiều thành tích cao hơn để không phụ lòng công lao chăm sóc và dạy dỗ của cha mẹ cũng như thầy cô. Trong năm học 2013-2014, ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả về mọi mặt. Đến nay, tỉnh Quảng Bình có 618 trường học và cơ sở giáo dục với hơn 200.000 học sinh và trên 18.000 cán bộ giáo viên. Trong đó có gần 180 trường và cơ sở giáo dục mầm non, 210 trường tiểu học, 148 trường trung học cơ sở, 17 trường tiểu học và trung học cơ sở, 27 trường trung học phổ thông, 6 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, cả trung tâm giáo dục thường xuyên. 157 trên 159 xã phường thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Có 158 trên 159 xã phường thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Cả cấp học được quy hoạch theo hướng nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ giáo viên được quan tâm phát triển cả về số lượng lẫn năng lực, nghiệp vụ chuyên môn. 100% cán bộ giáo viên tại các cấp học đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong đó nhiều bậc học, tỷ lệ cán bộ giáo viên đạt trên chuẩn cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường. 268 trên 586 trường mầm non, phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ gần 46%, tăng 31 trường so với năm học trước. Toàn ngành đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đa ca và giáo dục mũi nhọn. Kết thúc năm học 2013-2014, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, hoàn thành 16 trên 16 lĩnh vực công tác, trong đó có 9 trên 16 lĩnh vực công tác hoàn thành xuất sắc.
năm học 12/2014/2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi ngành giáo dục Quảng Bình xác định là năm học đầu tiên hiện thực hóa nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong đó xác định chuyển nền giáo dục từ truyền thụ kiến thức một chiều sang nền giáo dục chủ động phát triển năng lực, phẩm chất từng cá nhân học sinh. Làm thế nào để giúp học sinh từng bước phát triển, bộc lộ nâng cao năng lực trong quá trình hình thành phát triển, hoàn thiện kỹ năng, phẩm chất con người mới? Những thay đổi về cách giảng dạy, phương thức truyền thụ sẽ mở ra một hướng đi tích cực và hiệu quả cho nền giáo dục, phù hợp với yêu cầu trình độ tâm lý tiếp nhận của học sinh, cũng như việc ứng dụng khoa học công nghệ vào nhà trường. Cũng như những bậc phụ huynh khác, thì rất hy vọng rằng các thầy cô giáo sẽ truyền đạt cho các em, các cháu những kiến thức thật bổ ích, và đặc biệt là phải có sự đổi mới trong nội dung và hình thức giảng dạy. Không nên duy trì cách dạy truyền thống để học sinh thụ động, mà phải lồng ghép giữa cách giảng dạy truyền thống và hiện đại để tạo điều kiện cho các em có cơ hội tiếp xúc, có cơ hội tiếp thu với những kiến thức mới, năng động hơn, chủ động hơn. Với sự quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, phụ huynh và học sinh đều có quyền hy vọng về một môi trường giáo dục ngày càng thân thiện và hiện đại, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương, đất nước. Trường Đại học Quảng Bình cũng đã tổ chức đón và làm thủ tục nhập học cho các tân sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 khóa 5-6. Theo kế hoạch, Trường Đại học Quảng Bình đón hơn 555 sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 khóa 5-6, trong đó có 468 sinh viên hệ đại học và 15 sinh viên hệ cao đẳng. Được biết, năm học 2014-2015, Trường Đại học Quảng Bình tuyển sinh 17 ngành thuộc hệ đại học và 5 ngành thuộc hệ cao đẳng. Nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất để các tân sinh viên và các bậc phụ huynh hoàn thành nhanh chóng các thủ tục nhập học, ngay từ trước đó, công tác chuẩn bị tiếp đón các tân sinh viên đã được nhà trường chuẩn bị chu đáo và đầy đủ. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với công ty điện lực Quảng Bình. Phát hiện và xử lý trường hợp xe vận chuyển hàng lậu, hàng nhái qua địa bàn huyện Bố Trạch. Chiều nay ngày 5 tháng 9, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với công ty điện lực Quảng Bình. Công ty điện lực Quảng Bình là đơn vị trực thuộc Tổng công ty điện lực miền Trung, có nhiệm vụ quản lý lưới điện trên địa bàn 8 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đến nay, công ty có trên 200.000 khách hàng. Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của các tổ chức cá nhân, thời gian qua, công ty điện lực Quảng Bình đã không ngừng đầu tư các trang thiết bị, mở rộng và tu sửa lưới điện. Vì vậy, đến nay, về cơ bản, các địa phương trên địa bàn tỉnh, kể cả vùng sâu vùng xa, đều được sử dụng lưới điện, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương phát triển. Tổng doanh thu của công ty trong 8 tháng của năm 2014 đạt trên 500 tỷ đồng. Cùng với việc cung ứng điện kịp thời ổn định, ngay từ đầu năm, công ty điện lực Quảng Bình đã chủ động để công tác tuyên truyền, phổ biến tiết kiệm điện, làm tốt việc tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, đồng thời tiếp tục đầu tư cả dự án lưới điện như dự án thành phần nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn, dự án đường dây 110 kV và trạm biến áp 110 kV Hòn La, tiểu dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối là lưới điện trung áp tỉnh Quảng Bình. Dự kiến sau khi đầu tư hoàn thành các dự án trên, lưới điện phân phối của tỉnh Quảng Bình sẽ được cải thiện đáng kể, nhất là khu vực nông thôn, khu vực lưới điện trung áp phía Bắc Quảng Bình. Tại buổi làm việc, công ty điện lực Quảng Bình đã đề xuất kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc thực hiện tiết kiệm điện, công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình và những vấn đề liên quan đến an toàn điện và hành lang an toàn lưới điện. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngành điện đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, công ty điện lực Quảng Bình cần cung ứng đầy đủ an toàn nguồn điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, phối hợp với các ngành địa phương hoàn thành việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn, tiếp tục đầu tư hoàn thiện các dự án cải tạo lưới điện và đảm bảo an toàn lưới điện và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Dịp này, Sở Công Thương và Công ty Điện lực Quảng Bình đã ký kết chương trình phối hợp công tác quản lý vận hành an toàn sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2020. Chiều nay 4 tháng 9, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Quảng Bình phối hợp với công ty áo cưới Tuấn Lai tổ chức tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi ở trường khuyết tật Đức Ninh, thành phố Đồng Hới. Với mong muốn giúp các cháu thiếu nhi ở trường khuyết tật Đức Ninh, thành phố Đồng Hới có một cái Tết trung thu vui vẻ ấm áp, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Quảng Bình
và công ty áo cưới Tuấn Lai đã tặng 120 phần quà, mỗi phần quà bao gồm bánh trung thu và đèn lồng. Tuy món quà không lớn nhưng thể hiện tấm lòng, sự quan tâm sẻ chia và lời chúc trung thu ấm áp của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo và công ty áo cưới Tuấn Lai đối với các em nhân dịp Tết Trung thu. Được biết, đây là lần thứ ba Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Quảng Bình phối hợp với công ty áo cưới Tuấn Lai tặng quà cho các cháu ở trường khuyết tật Đức Ninh, thành phố Đồng Hới. Nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2014, trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 9, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra cả cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và chế biến thực phẩm, đồng thời tập trung xem xét việc thực hiện các quy định thủ tục về chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, hồ sơ và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bao gói thực phẩm. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều có hồ sơ pháp lý, đủ điều kiện kinh doanh về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, một số cơ sở sản xuất kinh doanh và chế biến thực phẩm còn xem nhẹ công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác bảo quản thực phẩm còn nhiều hạn chế, như bảo quản thực phẩm chưa đạt yêu cầu, nhân viên phục vụ chưa qua khám sức khỏe định kỳ, hệ thống thoát nước chưa đúng quy trình, nhãn mác in trên sản phẩm không đúng quy định. Đoàn kiểm tra đang nhắc nhở hướng dẫn điều chỉnh một số lỗi mà các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm thường chưa làm rõ, như sản phẩm bảo quản không đúng quy chuẩn, một số sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hệ thống xử lý nước thải chưa đúng quy trình. Đối với các cơ sở vi phạm, đoàn đã điều chỉnh xử lý theo đúng pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đã quy định. Nhận được nguồn tin báo từ cơ sở, vào lúc 5 giờ sáng hôm nay, mùng 5 tháng 9, đội quản lý thị trường số 5 huyện Bố Trạch đã kiểm tra xe tải mang biển số 51C45560 đang trên đường từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh trên tuyến quốc lộ 1 có dấu hiệu vi phạm vận chuyển hàng lậu, hàng nhái. Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện xe tải mang biển số 51C45560 do tài xế Huỳnh Anh Tuấn ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang điều khiển, đang vận chuyển 600 mét vuông cỏ nhân tạo, có xuất xứ từ Trung Quốc, được nhập lậu không có đủ chứng từ, hóa đơn hợp lệ, và 400.000 chiếc bao bì mang nhãn hiệu bột ngọt Ajinomoto loại 1 kg. Đội quản lý thị trường số 5 đã phối hợp với đại diện của công ty Ajinomoto tại Quảng Bình để kiểm tra xác minh và kết luận số lượng bao bì mang nhãn hiệu Ajinomoto trên là hàng nhái, dùng để đóng gói các sản phẩm bột ngọt không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao bì chính hãng của công ty Ajinomoto hiện không lưu hành trên thị trường. Theo tài xế khai báo, lô hàng trên được thuê chở từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay không liên lạc được với chủ lô hàng. Đội quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng nhái, hàng lậu để xử lý theo pháp luật. Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển hệ thống rừng phòng hộ là nhiệm vụ hàng đầu của đơn vị, thời gian qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng và triển khai trồng mới nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển, góp phần ngăn ngừa, phòng chống thiên tai trên địa bàn. 8 tháng đầu năm 2014, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình đã triển khai trồng mới 5 hectare diện tích rừng phòng hộ, hoàn thành công tác chăm sóc 5 hectare rừng vụ xuân năm thứ nhất, triển khai gieo ươm 35 vạn cây con keo lá tràm nhằm phục vụ kế hoạch trồng và chăm sóc rừng năm 2014. Thi công 5 km đường ranh cản lửa theo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững của tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã tổ chức tuyên truyền giáo dục luật bảo vệ và phát triển rừng, các quy định liên quan đến công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2014 đạt chất lượng và hiệu quả với hơn 300 lượt người tham gia, bao gồm lực lượng nhận khoản bảo vệ rừng, đồn biên phòng, công an xã và 11 xã trên địa bàn quản lý. Để ứng phó với mùa mưa bão năm nay, Ban Quản lý đã tích cực chỉ đạo điều động lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, chủ động triển khai các phương án bảo vệ rừng, phòng chống kịp thời khi có thiên tai xảy ra. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 9. Khu vực miền núi mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24-35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25-33 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25-34 độ. Vùng biển có mưa rào nhẹ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5-1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 9, mây thay đổi,
có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 35 độ.